Xin kính chào và cảm ơn quý vị khán giả đang theo dõi bản tin thời sự của đài phát thanh truyền hình Lào Cai. Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày 16 tháng 4, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã tổ chức tiếp nhận ủng hộ của công ty cổ phần thương mại dịch vụ xuất nhập khẩu Trường Hải Lào Cai để phòng chống dịch COVID-19 và hỗ trợ khắc phục xâm nhập bạn. Tại chương trình, công ty cổ phần thương mại dịch vụ xuất nhập khẩu Trường Hải Lào Cai đã ủng hộ 20 triệu đồng và 500 kg gạo để phòng chống dịch Covid-19 và hỗ trợ nhân dân các tỉnh đồng bằng sông cửu long khắc phục xâm nhà mặn. Ngay sau khi tiếp nhận số gạo do công ty cổ phần thương mại dịch vụ xuất nhập khẩu Trường Hải ủng hộ, mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh đã trao cho thành đoàn Lào Cai chuyển đến cây ATM gạo tại trường Trung học phổ thông số 1 thành phố Lào Cai để kịp thời cấp phát cho bà con. Tính đến hết ngày 16 tháng 4, ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh đã tiếp nhận khoảng 2,3 tỷ đồng gần 32.000 chiếc khẩu trang y tế, 2.000 bánh xà phòng rửa tay, hơn 2.000 chai cồn sát khuẩn và nước rửa tay khô, 400 bộ quần áo phòng chống dịch và 2,5 tấn gạo của trên 100 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh mong muốn tiếp tục nhận được sự tham gia của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm, nhân dân trên địa bàn ủng hộ phòng chống dịch bệnh COVID-19 và hỗ trợ nhân dân các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long khắc phục xâm nhà mặn. Cục Hải quan tỉnh phối hợp với Sở Y tế Lào Cai, Công an tỉnh tiến hành giám định trên 400 thùng khẩu trang y tế phòng chống dịch. Đây là số khẩu trang bị lực lượng chức năng thu giữ do vi phạm hành chính trong thời gian qua. Tại buổi giám định, các cơ quan chức năng đã tiến hành đánh giá bằng cảm quan nhằm xác định tình trạng chất lượng của lô hàng theo quyết định 870 của Bộ Y tế và tiêu chuẩn Việt Nam 8389-2010. Trong đó kiểm tra nhãn mát, độ dai, độ chịu lực của khẩu trang cùng các chất liệu cấu tạo như lớp vải than hoạt tính, kháng khuẩn, vải không thấm nước, khả năng lọc khí của khẩu trang. Qua giám định cho thấy có 20 thùng khẩu trang tương đương với khoảng 50.000 chiếc không đạt tiêu chuẩn chất lượng. Số khẩu trang này sẽ được tiêu hủy theo đúng quy định. Còn lại trên 1 triệu chiếc khẩu trang đảm bảo chất lượng sử dụng sẽ được bàn giao cho cơ quan chức năng có thẩm quyền để sớm đưa vào phục vụ công tác phòng chống dịch trong cộng đồng. Trong những ngày này, tất cả các cán bộ công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện Bát Sát đang tích cực chủ động khai báo y tế toàn dân một cách tự giác, trách nhiệm thông qua chiếc điện thoại thông minh. Việc khai báo sớm, trung thực sẽ giúp cho các cơ quan chức năng cách ly, khoanh vùng kỳ thời, tránh để dịch bệnh COVID-19 lây lan trên địa bàn. Ngay sau khi tiếp nhận văn bản của Ủy ban Nhân dân huyện Bát Sát về việc khai báo y tế toàn dân, các đoàn viên thanh niên thị trấn Bát Sát đã hỗ trợ được trên 200 hộ dân với hơn 800 nhân khẩu khai báo y tế. Nâng tổng số người khai báo y tế trên địa bàn thị trấn là lên 1.595 người. Đây cũng là một trong những địa phương có số lượt người khai báo y tế toàn dân nhiều nhất cho đến thời điểm hiện tại. Các đoàn viên thanh niên từ giáp đã khai báo y tế và chúng tôi cũng đã hướng cử các đồng chí đoàn viên thanh niên về các cái hộ dân để hướng dẫn nhân dân khai báo y tế và chúng tôi đã hướng đến những người À, già cô đơn, những người chưa có điện thoại thông minh để khai báo y tế. Đến nay, 100% các thôn bản tổ dân phố trên địa bàn huyện đều đã kiện toàn tổ công tác tự quản phòng chống dịch COVID-19. Đây là lực lượng hết sức quan trọng trong công tác phòng chống dịch trong thời điểm hiện tại. Ngoài việc có trách nhiệm tuyên truyền, vận động các hộ gia đình, cơ sở, kinh doanh, công dân trên địa bàn chấp hành nghiêm túc các quy định của cấp trên về phòng chống dịch bệnh COVID-19, thì tổ tự quản còn thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền giúp đỡ nhân dân trong thôn trong tổ dân phố mình, cập nhật những thông tin, thực hiện khai báo y tế trên phần mềm nCoV. Khai báo y tế này tôi thấy là rất là hữu ích cho mọi người. Thì theo tôi thì mọi người dân chúng ta nên nêu lêu cao tinh thần chống dịch là phải khai báo y tế, đăng ký khai báo y tế để chính phủ quản lý về cái dịch bệnh tốt hơn. Qua thống kê cập nhật đến 15 giờ ngày 15 tháng 4 năm 2020, Toàn huyện có trên 14.647 người được khai báo y tế, đạt tỷ lệ là 18,7%. Trong đó khai báo trên ứng dụng nCoV của Bộ Y tế là 6.060 người. Mặc dù tỷ lệ khai báo vẫn còn chưa đạt kết quả cao, nhưng cũng cho thấy sự chủ động, tích cực và đồng thuận cao của người dân trong công tác này. Có đội ngũ một đấy, y tế thôn bản hay là cái tổ dân phố tự quản để mà đến từng hộ gia đình giúp người dân cầm điện thoại và khai báo cho người dân đến thời điểm hiện tại cũng như là trong một ngày tới thì ban chỉ đạo huyện cũng tiếp tục chỉ đạo quyết liệt trong cái việc khai báo của toàn dân. Việc người dân chủ động cung cấp thông tin y tế, sức khỏe, tương tác hai chiều với cơ quan y tế qua ứng dụng nCoV đã góp phần cùng với các cơ quan chức năng kiểm soát và ngăn ngừa dịch bệnh xâm nhập vào địa bàn huyện. Không để cán bộ, nhà giáo, người học của đơn vị bị lây nhiễm và vi phạm các quy định về phòng chống dịch COVID-19. Đây là quyết tâm của ngành giáo dục Lào Cai trong công tác phòng chống dịch bệnh thời điểm hiện tại. Để thực hiện được mục tiêu này, ngành giáo dục yêu cầu tất cả các cơ sở giáo dục, các nhà trường tiếp tục chủ động thực hiện tốt công tác phổ biến tuyên truyền, giáo dục về phòng chống dịch COVID-19. Thông báo tới toàn thể cán bộ, nhà giáo, người học và gia đình học sinh, thời gian tỉnh Lào Cai tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ. Cùng với đó các nhà trường vẫn phải tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp để nâng cao chất lượng, hiệu quả và kiểm soát việc dạy học trực tuyến, chủ động sáng tạo trong lựa chọn phương thức tổ chức dạy học trực tuyến và tổ chức các hoạt động giáo dục cho phù hợp với điều kiện thực tiễn của đơn vị địa phương và diễn biến tình hình công tác phòng chống dịch bệnh trong giai đoạn hiện nay. Đặc biệt cần tăng cường tuyên truyền về những tập thể cá nhân trong ngành giáo dục, các đơn vị trường học, cán bộ, giáo viên, học sinh đã có nhiều sáng kiến, việc làm sáng tạo, thiết thực hiệu quả, góp phần quan trọng trong công tác phòng chống dịch bệnh thưa quý vị và các bạn khắc phục những khó khăn trong dạy và học tập trực tuyến ngành giáo dục thị xã sapa đã có nhiều nỗ lực để tự tạo ra những giải pháp trong triển khai dạy và học ở những điểm trường vùng cao còn khó khăn với mục tiêu cuối cùng là rút ngắn khoảng cách giảm thiệt thòi trong học tập cho các em học sinh nơi đây Cuối tháng 3, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có công văn hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học học kỳ 2 năm học 2019-2020, quy định các trường không kiểm tra, đánh giá đối với những nội dung kiến thức đã tinh giản và các nội dung được ghi chú không dạy, không làm, không thực hiện. Quy định này vừa định hướng, vừa giảm áp lực dạy và học đối với cả thầy và trò, nhất là các địa bàn còn nhiều khó khăn như Sapa. Bộ Giáo dục Đào tạo thì đã có hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy và học đối với học kỳ 2 của năm học 2019-2020. Theo đó thì cái việc hướng dẫn về tinh giản nội dung kiến thức thì rất là rõ ràng, rất là dễ vận dụng cho giáo viên. Thì chúng tôi rằng cho rằng đây là cái cơ sở hết sức là thuận lợi để cho giáo viên vận dụng trong quá trình dạy và học. Và như vậy thì qua nghiên cứu thì chúng tôi thấy rằng là vẫn đảm bảo được những cái kiến thức và kỹ năng cơ bản cho học sinh. Đúng như tinh thần của Bộ Giáo dục và Đào tạo, ngành giáo dục thị xã Sapa đã thông qua nhiều kênh tuyên truyền vận động người dân trên địa bàn phối hợp tích cực với các nhà trường trong công tác giáo dục, dạy học cho con em mình. Như hình ảnh mà quý vị và các bạn đang theo dõi, có thể nói chưa bao giờ tại địa bàn vùng cao như tại xã Mường Bo, phụ huynh lại quan tâm đến việc học của con em mình như bây giờ. Bằng tất cả những điều kiện có thể, bà con cố gắng trang bị thiết bị học tập, sẵn sàng tranh thủ mọi thời gian rảnh rỗi để kèm cặp con em mình. Các cô giáo thầy giáo gửi cũng không đến tận nhà được, vì gửi bài cho các cháu từ Zalo, Facebook. Và bố mẹ cũng có điện thoại cho các con học trên máy tính nữa. Thêm nhắc nhở các con là học ở nhà là cô giáo gửi bài tập đến thì các con chịu khó ôn bài học bài trong những thời gian dịch. Trong khoảng thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Giáo viên tại các địa bàn khó khăn của thị xã Sapa không đi tới tận nhà để giao bài cho học sinh như trước kia. Thay vào đó, mỗi điểm trường thôn sẽ được tận dụng làm nơi giao bài cho các nhóm học sinh trong khu vực. Nhờ sự phối hợp tốt giữa giáo viên với cha mẹ học sinh, những phiếu giao bài này đã đến với các em một cách nhanh nhất. Buổi sáng thì bọn em có thể tranh thủ buổi sáng đi lấy rồi buổi tối về bọn em vẫn có thể dạy các con thêm thì tất nhiên là không tốt bằng các con đến ở trường cô giáo dạy. Nhưng mà cũng có ít hơn là ở nhà các con không phải đi học thì cũng không tốt lắm. Nên là bọn em cũng ở nhà bọn em cũng dạy thêm để thu như thế này thì cũng thấy cũng ổn hơn cho con. Mình thấy này, các bậc phụ huynh rất là đồng tình, ủng hộ về cái việc mà giúp đỡ các con, các cháu nó bồi dưỡng, ôn luyện lại kiến thức ở tại nhà. Tránh cái tình trạng là các cháu nó đi chơi hoặc là cái thời gian nghỉ dài quá nó ảnh hưởng đến cái vấn đề học tập của các cháu. Thì đây là các bậc phụ huynh là cũng có phản hồi lại thì đây là một cái 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 nội dung rất là bổ ích cho các cháu trong thời gian này. Theo những định hướng về kiến thức đã được đưa ra, ngành giáo dục Sapa đã và đang có những cách làm linh hoạt trong việc triển khai, đặc biệt là duy trì tốt mối liên hệ gia đình, nhà trường trong việc giáo dục toàn diện cho học sinh khi các em chưa thể đến trường. Khi đã huy động được tất cả nhân dân tham gia tích cực vào việc dạy học cho con em mình, thì việc tự học ở nhà của các em sẽ mang lại hiệu quả cao hơn hẳn, ngay cả trong điều kiện không có máy tính hay điện thoại thông minh. Thưa quý vị và các bạn, Sở Thông tin và Truyền thông vừa triển khai giả soát tình hình cung cấp dịch vụ công trực tuyến và tiếp nhận hồ sơ trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích. Qua đối chiếu các chỉ tiêu nhiệm vụ của nghị quyết số 17 của Chính phủ về một số nhiệm vụ giải pháp trọng tâm phát triển chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2025 và các văn bản chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh cho thấy, hiện nay có 8 trên 16 sở ngành và 8 trên 9 huyện thị xã thành phố có tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 hiện chỉ đạt dưới 30%. Trong đó, Sở Tài nguyên và Môi trường và 8 huyện thị xã chưa triển khai dịch vụ công trực tuyến theo kế hoạch số 242 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về phát triển dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 tỉnh Lào Cai năm 2019. Có 4 trên 16 sở, ngành và 7 trên 9 huyện, thành phố có tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến trên tổng số hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính chỉ đạt dưới 20%. Hầu hết các sở ngành địa phương không phát sinh hoặc phát sinh rất ít hồ sơ tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích. Trên cơ sở đó, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các sở ban ngành của tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố ra soát chuẩn hóa danh mục thủ tục hành chính trên hệ thống dịch vụ hành chính công theo các quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt, tập trung triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 theo kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh, đăng ký cập nhật, điều chỉnh, bổ sung dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4 trên hệ thống dịch vụ hành chính công tỉnh Lào Cai đảm bảo đạt tối thiểu là 30% dịch vụ công trực tuyến thực hiện ở mức độ 4. Triển khai thực hiện công tác chỉnh trang đô thị, xây dựng các tuyến phố vận minh, kiểu mẫu, luôn được xem là nhiệm vụ trọng tâm được huyện Bắc Hà quan tâm chỉ đạo thực hiện trong thời gian qua. Thông qua đó, bộ mặt đô thị của huyện ngày càng khang trang, hiện đại. Tại thị trấn Bắc Hà, những tuyến phố đang được xây dựng, chỉnh trang, mở rộng hành lang về hè. Điển hình là tổ dân phố Na Quang Ba, vừa được thị trấn Bắc Hà chấm điểm đứng đầu trong phong trào xây dựng tuyến phố văn minh kiểu mẫu. Những con đường được đổ bê tông sạch sẽ, đi lại thuận lợi. Dọc hai bên đường được trồng hoa, lắp cổng trào, điện chiếu sáng đã làm cho các tuyến phố của Na Quang Ba trở nên sáng xanh sạch đẹp hơn. Sau khi mà được đảng bộ thị trấn cũng như là tổ dân phố Na Quang Ba Bắc Hà ấy, triển khai cái việc mà chỉnh trang đô thị làm tuyến phố sáng xanh sạch đẹp ấy, thì tôi cảm thấy là khi mà À, thực hiện cái cuộc vận động đó mà làm được cái tuyến phố này thì cảm thấy rất là tự hào và sau khi mà làm xong thì thấy cái tuyến phố là sáng xanh sạch đẹp và từ không những uh, tuyến phố sáng xanh sạch đẹp mà tất cả bản thân gia đình nhà tôi cũng như là tất cả các uh, gia đình các hộ chủ nhân ở trên cái tuyến phố này đều là tham gia hưởng ứng cái phong trào uh, chỉnh trang đường phố để xây dựng tuyến phố sáng xanh sạch đẹp. Đặc biệt là trong dịp chào mừng 70 năm thành lập Đảng bộ huyện Bắc Hà và chuẩn bị cho đại hội đảng các cấp, đồng thời thực hiện các nội dung về 5 văn minh trật tự đô thị 2020 đề ra. Huyện Bắc Hà đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện đẩy mạnh công tác tuyên truyền, huy động sự tham gia vào cuộc của cả hệ thống chính trị và của nhân dân. Sau khi mà cái cuộc vận động thành công và nhân dân các tầng lớp nhân dân ở trong tổ dân phố đã thực hiện làm được cái tuyến phố này thì nhân dân rất phấn khởi và đồng thời là dân dân rất ủng hộ với cái phong trào chung để đảm bảo coi như là làng xóm rồi là tổ dân phố là xanh sạch đẹp và đồng thời là thực hiện đúng với lại cái chủ trương của trên đề ra và đồng thời là nhân dân là hưởng lợi 100%. Với nhiều giải pháp đồng bộ, được thị trấn Bắc Hà quan tâm để mạnh thực hiện, huy động sự tham gia tích cực của nhân dân. Toàn thị trấn Bắc Hà có 16 tuyến phố, đến nay đã có 8 tuyến phố đạt tuyến phố văn minh đô thị qua đó đã giúp cho thị trấn Bắc Hà có một diện mạo mới của đô thị du lịch vùng núi mang đậm bản sắc. Ngày 16 tháng 4, Công an huyện Bảo Yên phối hợp với Công an các xã, thị trấn bắt giữ 8 đối tượng gây rối trật tự công cộng trên địa bàn. Trong thời gian gần đây, trên địa bàn của huyện Bảo Yên xuất hiện một nhóm thanh niên đi xe mô tô tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, gây mất trật tự an toàn giao thông, an ninh trật tự trên địa bàn qua phản ánh của quần chúng nhân dân, công an huyện Bảo Yên phối hợp với công an các xã thị trấn Phố Giang tiến hành điều tra xác minh, bắt giữ 8 đối tượng tuổi từ 15 đến 18, thu giữ 5 xe mô tô. Qua đấu tranh các đối tượng đều khai nhận hành vi vi phạm pháp luật của mình. Hiện nay công an huyện Bảo Yên đang tiến hành điều tra xác minh làm rõ và xử lý theo pháp luật. Trong thời gian tới, công an huyện Bảo Yên tiếp tục mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, góp phần giữ gìn an ninh trật tự an toàn xã hội trên địa bàn những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời sự của đài phát thanh truyền hình lào cai cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại